Giới thiệu với các bạn, đây là phao bơi cá mập đeo lên lưng biến hình thành cá mập bơi đi nhát mọi người. Phao bơi cá mập này được nhập trực tiếp từ Mỹ. Và bây giờ bạn người cá tay sẽ mang cái phao bơi cá mập này vô bơi làm mẫu quảng cáo cho các bạn xem. Và đặc biệt hơn nữa, cái phao bơi cá mập này đeo lên lưng có thể giúp cho bạn không biết bơi cũng có thể nổi được trên mặt nước bơi bì bõm, rất là dễ dàng. Đó, cái phao bơi cá mập thổi lên là nó như vậy đó các bạn. Rồi, các bạn chuẩn bị xem nha. Có bạn người cá tay làm cá mập như thế nào ha. Ngoài ra phao bơi cá mập nó còn có sợi dây gì nữa vậy? Dây để thắt lưng anh vô. Dây cột cá mập hả? Dây cột cá mập. Dạ. Rồi đeo phao bơi cá mập vô nào. Lấy sợi dây sợi vô. Lên bờ nói chị sợi vô. Hướng dẫn các bạn sợi dây đeo cá mập luôn nha. Đó, đúng rồi đó. Đeo phao bơi cá mập vô. Bạn người cá tài không biết làm có đúng hay không, nhưng mà thấy bạn ấy làm cũng hay quá hả. Có không coi hướng dẫn mà làm luôn hả Tài? Đúng rồi. Rồi. Mỹ Nhân Oxymy gắn vây cá mập cho em luôn. Gắn vây cá mập bơi trong hồ bơi thôi nha các bạn. Bơi ngoài biển mấy thằng săn trộm cá mập nó tưởng nó phóng cái lao xuống là lủng lủng lưng cá mập nha. Nhát người ta đừng nhát trong hồ bơi thôi nha, nhát ngoài biển làm săn trộm tưởng lộn phóng ba chĩa xuống là lủng lưng cá mập là cá mập lên đường thiệt luôn á. Dạ. Đó, cách đeo như thế nào? Quấn vậy đó hả? Quấn cột giống như rái cá vậy đó hả? À, vậy đó các bạn ơi. Hai cái sợi dây dây trên, dây dưới cột như vậy, các bạn nhìn thấy không? Cái phao cá mập này số lượng cũng có hạn nha. Đồ Trung Quốc ở Việt Nam bán không biết có không, mà tôi nghĩ là chắc cũng có, nhưng mà cái đồ tôi là nhập bên Mỹ về. Hiện tại ở nhà chỉ còn hai cái phao bơi cá mập thôi. Các bạn coi thấy thích thì tôi đặt bên Mỹ thêm đem về. Rồi lặn đi. Lặn sao xuống được. Ai bơi 5 nhịp nổi trên mặt nước, 5-10 nhịp gì đó em bơi đi. Bơi nổi trên mặt nước nha mới giống cá mập nha. Nha. Rồi. Làm mẫu cho các bạn xem. Đừng lắc đuôi nhanh quá. Hình như cái món này nó thích hợp với mấy bạn nhỏ dưới 12 tuổi hơn đó nha. Được đó Tài. Tiếp đi, bơi làm tiếp cho mấy bạn xem. Ủa, cá mập này nó dữ quá các bạn. Lại đây nào, cá mập tay nào. Rồi, cá mập tay hay đó.
Rồi, cảm ơn bạn Cá Mập Tai đã mặc quảng cáo cho vây bơi Cá Mập.